2021 được Ủy ban giải thưởng trao cho 3 nhà khoa học với nghiên cứu về các hệ thống vật lý phức tạp giúp con người hiểu biết về biến đổi khí hậu. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chứng tên Suguru Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi lúc 11:45 ngày 5 tháng 10 trao cho giải thưởng danh giá này cho 3 nhà khoa học. Ba nhà khoa học nhận giải Nobel vật lý năm nay cho những nghiên cứu về các hiện tượng hỗn loạn, ngẫu nhiên. Suguru Manabe, Klaus Hasselmann đặt nền móng cho tri thức nhân loại về khí hậu, trái đất và tác động của con người. Trong khi đó, Giorgio Parisi được vinh danh nhờ đóng góp mang tính đột phá cho lý thuyết vật liệu hỗn độn và các quá trình ngẫu nhiên. Nhân dịp buổi hôm nay khánh thành ra mắt hai trung tâm nghiên cứu vật lý quốc tế và toán học, thì ban tổ chức đã tổ chức hai cái gọi là public lecture. Bài đầu tiên sẽ do giáo sư Nguyễn Hồng Quang, nguyên là former director của Viện Vật lý, lên trình bày về cái giải thưởng Nobel vật lý năm 2021. Xin mời giáo sư Nguyễn Hồng Quang. Vâng, xin cảm ơn. Tôi phải đính chính lại, tôi phải former director. Vâng, nhưng mà không, cũng chưa bao giờ. Phó giám đốc, phó viện trưởng rồi ạ. Vâng. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi được cả ban tổ chức phân công trình bày một cái bài giảng giới thiệu về cái giải Nobel này. Có lẽ là từ đầu tháng 10, trong cả nước và cả trên toàn thế giới là mọi người đã nô nức háo hức nhận được cái tin giải thưởng Nobel này từ đầu. Tôi nghĩ ở đây có lẽ là tất cả mọi người đã đều đọc cái tin tức này trên truyền thông, trên báo chí đại chúng ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Thì hôm nay thì với sự ra mắt của trung tâm, hai trung tâm đang với cái học thuật, tôi cũng rất vừa vinh dự nhưng mà cũng là nặng nề khi mà viện trưởng giao cho tôi. Thế thì cái bài giảng, bài giới thiệu Nobel vật lý của tôi xin đi vào vấn đề ngay. Đây là cái chụp cái quang cảnh cái hôm mà trao giải thưởng tại ban thành quốc tế. Với ông đang giới thiệu những cái nét chính của cái giải vật lý trong vừa rồi. Ba nhà giải thưởng khoa học đây là ông Manabe, ông Hasselmann và ông Parisi. Thế thì bắt tắt cái này, tôi có cái mấy ý như này: giới thiệu những người nhận giải thưởng này là ai và về những cái vấn đề khoa học gì họ được và thưởng. Và sau đó là có một cái gọi là beyond, ngoài cái nhân cái giải thưởng này thì có những cái gì mà nói. Thế thì ở đây phải nói là như thế này, tức là một cái buổi đại chúng ở đây thì cũng không phải là toàn bộ là trong chuyên gia vật lý, mà ngay bản thân tôi cũng không phải là chuyên gia trong cái lĩnh vực mà các nhà giải thưởng, cho nên là tôi nói cái tính chất là nó sẽ chung chung và không đi sâu vào những cái vấn đề chi tiết, đặc biệt là những cái vấn đề công thức các thứ là tôi sẽ né tránh. Thế là ba nhà giải thưởng khoa học đây, theo thông lệ thì như vậy ban giải thưởng là không đưa cái hình ảnh thật của các nhà nhận giải thưởng mà chỉ là cái hình vẽ như này thôi. Thì ông đầu tiên, hai nhà khoa học đầu tiên, trước tiên thì chúng ta thấy là cái giải thưởng này ấy, là đây là cái chính thức ở trên cái website của giải Nobel, là trao tặng cho những cái đóng góp mà có tính chất đột phá về cái sự hiểu biết của chúng ta, về cái tri thức của chúng ta về cái hệ phức hợp. Ở đây thì cái từ gọi là complex system nhiều người dịch là phức hợp, phức tạp. Chúng ta hiểu chắc chung chung là một cái hệ phức hợp. Tính chất của cái hệ phức hợp là rất phức tạp. Thế thì cái giải thưởng này là cho hai cái nhà khoa học Manabe và Hasselmann làm về cái lĩnh vực về khí hậu, khí tượng, và nó liên quan đến cái việc biến đổi khí hậu của
trái đất chúng ta. Và cái giải thưởng này được chia đôi, hai nhà khoa học này được nhận một nửa giải thưởng, như vậy mỗi ông nhận được 1/4, và một nửa này là cho nhà vật lý lý thuyết Parisi. Cái nửa giải thưởng thứ nhất chia cho hai ông thì là đấy, thứ nhất là nhà khoa học là Manabe, cả hai ông đều sinh năm 31 đến nay là đúng 90 tuổi mà trông vẫn rất khỏe. Đây ảnh gần như là ảnh tại cái thời điểm từ thời như vậy. Và hai ông này được chính thức ban giải thưởng Nobel nói đây là vì những cái đã xây dựng được những cái mô hình toán học để mà mô hình vật lý ấy, mô hình vật lý để mô phỏng được cái khí hậu của trái đất và định tính được cái sự thay đổi của nó, đồng thời đưa ra được những cái tiên đoán rất đáng tin cậy về cái sự thay đổi này. Thì đây là cái tóm tắt về cái gì mà được trao giải thưởng, thì đây chính là cái công việc này. Thế còn đặc trưng là đấy, ông Nabe này là người Mỹ gốc Nhật đấy. Và hiện ông ấy làm ở trường đại học Princeton và danh là nhà khí tượng rồi nhà khí hậu học. Còn ông Hassmann thì cũng là người Đức và hiện công tác ở viện viện khí tượng của Max Planck, và ông là nhà hải dương học, nhà khí hậu. Còn ông Parisi, một nửa giải thưởng chia cho ông một mình Parisi này là ông đúng là thuần túy là nhà vật lý lý thuyết. Ông sinh năm 48 và chủ yếu cái hoạt động của ông là tại Đại học Rome. Và cái mà được ghi nhận ở đây chính là cái gì đã khám phá ra một cái sự tương quan giữa cái mất trật tự, cái ngẫu nhiên với lại cái thăng giảm. Thì đây chính là cái đóng góp chính của ông. Mà cái đóng góp này không thể hiện, không chỉ thể hiện ở trong cái hệ vĩ mô, mà cả những hệ từ vĩ mô đến vĩ mô ở cái mức, tức là phải nói là rất phổ quát. Ba cái slide tiếp theo thì đây tôi điểm lại những cái nét chính gọi là CV. Thực ra là tôi cũng gọi là tìm tóm tắt ở những cái buổi, những cái tài liệu để tìm được những cái gì mà đặc trưng nhất hoặc là những cái gì nổi bật nhất trong cuộc đời hoạt động của các ông. Thì thực tế là cái tài liệu tôi tiếp xúc thì cũng không bị nhiều lắm. Thì ở đây chỉ tóm tắt lại một số cái. Thứ nhất là về học vấn thì ông này là từ nhỏ đến làm master, làm PhD các thứ đều ở Nhật hết. Và cả ba cái mức đào tạo từ đại học, master cũng như là tiếng học, ông đều gắn bó ở trường đại học Tokyo. Và sau đó, sau khi mà bằng tiến sĩ thì là cái thời gian đấy là cũng thời gian khó khăn của Nhật, mà Mỹ bắt đầu mở cửa, ông sang Mỹ du học cũng giống như chúng ta, thì có điều kiện cái là Mỹ đón chào. Và từ đó sau sau tiến sĩ thì là ông chủ yếu là làm việc ở Mỹ, và làm việc đây thí dụ là ở cái cơ quan điều hành về ocean và atmosphere, tức là về gọi là cái ban quản lý về khí tượng và biển, khí tượng và đại dương. Và có thể nhìn thấy là ông trong cái quá trình hoạt động này ông cũng được tham gia, được công nhận là cái thành viên của hàn lâm của nhiều nước trên thế giới và nhận được khá nhiều giải thưởng. Ở đây tôi chỉ kể một vài cái giải thưởng mà liên quan đến cái lĩnh vực của ông học, lĩnh vực nghiên cứu của ông, thí dụ là giải thưởng Blue Planet hay là Volvo Environment. Thậm chí có thể tìm trên mạng rất nhiều cái giải thưởng mình nhận được. Tôi không liệt kê hết ở đây. Tiếp đến là Hassmann. Thì cái ông này là ngay từ nhỏ, lúc 2 tuổi là cái thời gian đấy là ông đã phải theo bố mẹ sang Mỹ, bởi vì là lúc đấy là chiến tranh bắt đầu chuẩn bị, đúng không ạ? Và cái sự Nazi mà bố của ông thì lại làm việc cho Đảng Xã hội chủ, cho nên là cũng một hình thức là né tránh, một hình thức lý do chính trị né tránh sang Mỹ. Nhưng mà nhờ sang Mỹ cho nên ông được hưởng thụ một cái nền học vấn của Mỹ rất là tốt, và như vậy là sau khoảng độ 17 tuổi thì ông tốt nghiệp trung học, và lúc đó mới quay trở lại Đức, và chủ yếu
Đấy. Chủ yếu là làm việc ở, ở Đức, ở đây các viện Göttingen hoặc là viện động học chất lọc Max Planck, và ông bảo vệ cái bằng cấp tiến sĩ cấp 2, chắc là cấp 2 đúng không? Và các hoạt động sau này của ông thì ông ngoài cái vai trò là nhà nghiên cứu rất là xuất sắc, ông còn đóng vai trò là nhà quản lý, tức là ông cũng kiêm viện trưởng một số viện, giống như là Việt Nam ta, các giáo sư xuất sắc là kiêm luôn viện trưởng một số viện. Và ông cũng được nhận rất nhiều giải thưởng. Đây tôi cũng chỉ liệt kê những cái giải thưởng liên quan đến cái lĩnh vực khí hậu, khí tượng của ông đó. Thí dụ ở đây, ông Parisi thì làm nhà nói là thuần túy vật lý lý thuyết thì cũng vừa đúng vừa không đúng. Thứ nhất là ông đúng là dân vật lý thuyết, nhưng mà ông lại làm cả những cái lĩnh vực mà bên ngoài vật lý. Và ở đây thì cũng là một nhà đại diện cho một nhà vật lý thuyết mà cái lĩnh vực hoạt động nghiên cứu công cũng rất là rộng. Ngay trong vật lý là lý thuyết trường ông cũng làm việc. Và những cái phương pháp, đặc biệt là những phương pháp ông gắn liền với những cái hệ mất trật tự, disorder, các thứ là ông áp dụng cho các lĩnh vực khác. Thí dụ như là bio trong lĩnh vực sinh học, đã, mô phỏng. Tức là ông ấy không, thì người ta nói ông như là một nhà vật lý trích trung, tức là không câu nệ là tôi phải theo một cái đường lối nào. Miễn là tôi áp dụng được cái phương pháp của tôi vào những cái vấn đề mà tôi thấy nó giải quyết được. Cho nên là cái vấn đề giải quyết của ông rất rộng. Và đặc biệt đây cũng là một nhà vật lý làm việc rất là vừa giỏi, nhưng mà làm việc rất gần gũi. Số lượng công bố này thì có lẽ là không biết ở Việt Nam ta đã có ai đến cái mức 500 công trình chưa. Tất nhiên là công trình của ông thì lại cũng càng không thể so sánh được với công trình của chúng ta trong nước, đúng không? Thì đấy, tôi tóm tắt qua rất nhanh về cái CD của ba người như thế. Thế về cái giải thưởng liên quan, đây là cái hệ phức hợp. Tôi tạm dùng cái thuật ngữ là phức hợp. Thì hiểu một cách nôm na là cái hệ mà có rất nhiều thành phần. Cái hệ ấy rất phức tạp và tất cả những thành phần nó có thể tương tác với nhau. Như những cái niềm đổi, gọi là cái feature nổi bật của những hệ đó, đó là cái tính phi tuyến, tương tác phi tuyến. Rồi cái tính đột sinh, tức là tự xuất hiện. Rồi đặc biệt là cái đặc tính là mất trật tự, tính hỗn loạn, vân vân. Và cái tính ngẫu nhiên. Thế thì cái thí dụ ở đây chính là hai cái lĩnh vực mà các ông nghiên cứu đã được cái giải thưởng. Đây là một cái bức tranh toàn cầu, đúng không? Bao gồm nó vẽ ra 5 cái đại dương và bao quanh xung này nữa là khí quyển. Thế thì cái lĩnh vực mà nghiên cứu về cái khí tượng văn nó liên quan như thế này. Thế đây tôi show một cái kết quả nghiên cứu modeling của các ông đã sử dụng những cái mô hình toán học của mình để ra được cái bức tranh. Ví dụ ở đây là tính theo thời gian, vừa là số liệu đo đạc kết hợp với lại mô hình của ông ấy để đưa được cái bức tranh. Tức là đây là cái bức tranh vừa ghi nhận lại cái quá khứ, tức là những dữ liệu luận, vừa có thể là tiên đoán được cho những cái thời gian trên cơ sở đó. Thì chúng ta nhìn thấy là, nhìn vào đây là chúng ta thấy là, như ở đây nói là chúng ta ngợp luôn, tức là chúng ta không thể biết được. Chúng này rất phức tạp đấy, như dòng chảy của nước các thứ. Thế thì cả ba cái nhà đoạt giải Kaizen thì đều làm những cái làm việc với những cái hệ mà nó kiểu như thế này, tức là nó rất nhìn vào không thấy gì, loạn xị, không biết được gì. Nhưng mà cuối cùng là cả ba nhà đều tìm được cái quách sao nhỉ, quách. Này không quen. À, thế thì quay vào cái bài toán đầu tiên là cái nghiên cứu về cái khí hậu của trái đất chúng ta. Thì cái người mà cho phát điểm là ông Fourier từ năm 1824, thì ông coi rằng là bao trùm cái trái đất chúng ta là một cái lớp gần như trong suốt, và ánh sáng mặt trời là có thể là chiếu xuống và đưa một cái lượng nhiệt xuống cái bề mặt đất của chúng ta. Thế thì tại cái thời điểm mà tại cái thời năm 24 thì ngay các nhà khoa học này vẫn chưa nhận thức được cái lượng nhiệt ở đây nó là gì. Mặt của đó là cái ông gọi là dark heat, tức là cái nhiệt tối, tức là nhìn thấy nó nóng nóng lên
thì, nhưng mà không nhìn thấy gì cả, nó gọi là nhiệt tối. Hay là bây giờ người ta còn gọi là, chúng ta hiểu cái nhiệt tối này chính là cái dạng kiểu như năng lượng tối so với cái thời đấy. Thế thì cái vấn đề ở đây, cái question mà đặt nghĩ như vậy là chúng ta thấy rõ là phía bên ngoài trái đất này là rất lạnh, đúng không? Lên trên độ cao và ra ngoài không gian là rất lạnh. Thế còn cái trái đất của chúng ta ở đây, tất nhiên là do được mặt trời chiếu thì nó ấm. Thế nhưng mà làm sao mà cái trái đất này nó không bị lạnh? Bởi vì bây giờ các bạn tưởng tượng, nếu mà chúng ta tiếp xúc với một cái không gian lạnh bên ngoài thì chúng ta cũng chỉ lạnh, cùng lắm là cái năng lượng này nó chiếu xuống nó cân bằng. Thế nhưng mà cái trái đất của chúng ta thì là không lạnh, và đấy cũng là một cái câu hỏi đó. Tại sao trái đất lại không bị lạnh như ở trên này, thứ có thể là âm mấy năm chục vân vân như ở trong cái không gian ngoài. Thế thì đấy chính là cái câu hỏi, và ông này nghĩ là chắc phải có một cái cơ chế gì đấy, cái tầng khí quyển này nó phải đóng một cái vai trò gì đấy để nó giữ lại một cái phần nhiệt. Chứ còn nếu mà nhiệt mà cho vào đây mà lại bắn hết cái không gian thì sẽ không được nóng. Thế như vậy là cái question đây là cái này nó sẽ đóng một vai trò như là một cái gì đấy để giữ lại một phần nhiệt nhìn thấy của từ mặt trời. Và đấy thì ông nghĩ là chắc phải có một cái cơ chế gì trên cái thằng như thế này, và đặt câu hỏi là cái cơ chế này là cái gì, đặt câu hỏi đây chính là cái câu gì. Và đây chính là câu hỏi suốt từ năm 1824 mà cho đến tận 1896, tức là trên 70 năm sau người ta mới có thể là tìm ra được cái lời giải đáp trong cái việc nghiên cứu. Và cái câu giải đáp đó chính là cái tầng khí quyển này nó có cái những cái chất khí gọi là khí nhạc kịch, và cái chính cái lớp khí nhạc kính này nó giữ cho cái nhiệt của trái đất chúng ta nó giữ. Thế cái chính vì cái thuật ngữ greenhouse này nó xuất phát từ cái chuyện là chúng ta có cái vườn, đúng không, có lớp kính, nếu mà mặt trời chiếu thì vẫn xuyên qua, và sau một thời gian thì cái nhiệt độ trong cái phòng của chúng ta sẽ nóng. Và đấy là cái thuật ngữ này xuất phát từ cái hiện tượng như thế. Và lúc này người ta mới hiểu đây cái gọi là dark heat, nhiệt tối, nó không gì khác là cái chính là cái bức xạ hồng ngoại. Bức xạ hồng ngoại này là nó do cái trong vật lý là cứ vật nào mà nóng thì như vậy nó có phát bức xạ. Cái bức xạ này ở cái mức năng lượng nhỏ thôi, tức là bức sóng dài để nó phát lên. Thế thì đấy, tức là sau 70 năm thì là có một cái câu trả lời này, và các nhà khoa học và dựa trên cái vấn đề này như vậy là cái vấn đề chính ở đây, tức là ta phải nghiên cứu cái vai trò của cái tầng lớp này, vai trò của những cái mà gọi là greenhouse gases này. Thế thì ở đây cái mà đặt dấu hỏi đấy chính là cái nhiệt, cái gọi là nhiệt tối ấy, nó biến đi đâu. Thì té ra là nó hầu như chẳng biến đi đâu cả, tức là nó nhận một phần, nó nhận, và cái lý do ở đây nó nhận được là do cái phân tử của đây carbon này là nó dao động, khi nó dao động thì nó có thể tiếp nhận được một phần năng lượng, và khi nó bắn này đi nó lại trở về cái trạng thái cũ. Thế thì ở đây chính là cái vai trò của cái dioxide carbon hoặc là những cái gas mà có những cái tính chất tương tự. Thế thì chúng ta cũng đặt câu hỏi như vậy, thế thì cái này nó vai trò nó giữ nhiệt như thế nào, đúng không? Thế bây giờ chúng ta tưởng tượng là cái lớp khí quyển chúng ta này, đúng không, khi nhiệt nó vào thế thì nó phát xong nó lại ra. Cuối cùng là nói tóm lại, tức là cái quá trình này nó vẫn loanh quanh luẩn quẩn trong cái bầng khí quyển chúng ta, nó không phát đi đâu, chỉ có một phần nhỏ nó có thể là phát ra ngoài, chứ còn lại là nó chỉ là truyền từ anh này sang anh kia vân vân, và nó vẫn luẩn quẩn trong, và như vậy là nhiệt nó vẫn giữ lại ở trên cái bầng khí quyển của chúng ta. Và cũng phải mất 70 năm sau, tức là 1890 mấy đấy, đúng rồi, đến 70 năm sau thì thật sự Manabe là cái người mà năm nay được nhận giải mới thật sự trả lời một câu hỏi, mà đưa ra một cái bức tranh tổng thể cũng như là một cái phương pháp để có thể mô tả được toàn bộ cái việc cái sự thay đổi của cái khí hậu.
Ở đây thì nhìn vào cái hình vẽ này thì khi mà đã nói một cái model nào đấy thì thường thường sẽ phải đưa ra những phương trình. Nhưng ở đây thì tôi cũng cố gắng là tránh mọi phương trình, bởi vì có nhiều người là không, mà có đưa ra thì cũng khi cũng khó hiểu. Cho nên là thôi, chúng ta tạm nhận như thế này, hiểu một cách như thế này. Tức là cái mô hình của ông ấy, tức là bao gồm, hiểu một cách nôm na, tức là khi ông quan tâm cái gì, quan tâm nhiệt độ, đúng không ạ? Quan tâm gọi là dòng khí rồi vân vân, tất cả những cái đại lượng gì chúng ta quan tâm là ông ấy biểu diễn bằng một cái hệ phương trình toán học. Hệ phương trình toán học đó làm nên gọi là cái climate model. Nhưng mà quan trọng nhất là trong cái hệ phương trình này, ông ấy tính đến những cái yếu tố gì và những cái cơ chế gì. Thì đây tức nhất là các nguồn và các phát xạ, và cái đóng vai trò nhất của ông ấy, như nói là ông xây dựng một cái mô hình, ông tính xây dựng cho một cái mô hình gọi theo cái độ cao một chiều. Đấy, theo cái độ cao một chiều, tức là từ dưới mặt đất ở cái vị trí là 1 km, 2 vân vân, và sau đó là ông xây dựng. Nhưng ở đây ông ấy tính đến cái vai trò, như vừa lúc nãy chúng ta nói là cái vai trò của dioxide carbon ông phải đưa vào đây, và ông còn đưa thêm cái vai trò của những cái hạt gọi là độ ẩm của cái khí, tức là những cái giọt nước, những hạt nước. Khi mà, và tiếp đến ông ấy tính đến cái quá trình hiện tượng vật lý gọi là quá trình đối lưu. Khi mà mặt đất nóng thì nó bốc những hơi nước này lên, và đến một cái tầng này nó lạnh thì nó đông lại và nó tích tụ lại thành những cái giọt nước, và cái hơi nước ấy nặng thì nó lại xuống, và tất cả cái quá trình này ông ấy tính vào trong cái mô hình để tính cái khí hậu của ông ấy. Và cái kết quả thì đây là cái kết quả mà chính kết quả này nó đặt cái nền móng mà ông ấy được giải thưởng Nobel. Và cái kết quả này ngay từ năm 1967 ông đã tiên đoán. Và đây là cái hình tiên đoán. Đây là tôi trích đúng cái lấy bài báo của ông ra copy đúng như này. Thí dụ đây là một cái sơ đồ khối máy tính của ông vẽ. Nếu mà bây giờ mà gửi đăng sơ đồ máy tính như này là sẽ bị các nhà công nghệ thông tin gạt ngay, đầu ra đầu vào đâu chẳng hạn, vân vân. Nhưng đây ta hiểu đây tức là cái chu trình, như vừa tôi nói chu trình là hấp thụ nhiệt rồi sau đó là convection vân vân, thì đây tất cả các chu trình ông ấy là tính như thế. Thế còn tất nhiên là dừng ở đâu thì tôi ngắt ở đấy thì là được, còn nếu không thì cứ thế mà quá trình, cứ thế mà tôi tính cái sự tiến triển theo thời gian. Thì kết quả của ông ấy là như thế này đấy. Thì đây copy lại, nhưng mà tất nhiên là khó nhìn, cho nên là ban giải thưởng Nobel, chắc là ban giải thưởng Nobel vẽ lại đấy. Vẽ lại cái hình như thế này để cho nó công chúng nhìn rõ hơn. Thế thì nó là như thế này. Tức là cái mô hình đó nó cho phép tính được cái ảnh hưởng mà do con người sinh ra, chủ yếu là cái dioxide carbon. Cho nên ông ấy tính đến cái dioxide carbon. Và đây là cái hình vẽ này. Ở đây là trục nhiệt độ. Đây là độ cao. Ví dụ đây là tầng đối lưu. Tầng đối lưu thấp dưới 10 km. Tầng trên bình lưu cỡ như thế này, và tầng trên này cao hơn nữa. Chúng ta đi máy bay là nó cỡ như này đấy. À, cỡ như này. Thế thì đây là nhiệt độ. Đấy, nhiệt độ khi mà tính là khi mà anh thay đổi cái lượng dioxide carbon thì cái nhiệt độ này thay đổi như thế nào. Thì nhìn đây là ngay từ năm đấy là ông đã tiên đoán và tính. Đây là cái tính số, gọi là quantitative, tức là một cách định lượng. Thì ông nói là như vậy, là nếu như cái lượng khí thải mà tăng gấp đôi thì cái tầng khí quyển chúng ta là tăng lên 2 độ C. Thế thì các anh chị là cũng đọc nhiều biết rồi đúng không? Cái trái đất chúng ta chỉ cần tăng lên 1 độ là đã có thể là thay đổi rất nhiều, băng trên các bực để xuống rồi vân vân, một loạt những cái thành phố có thể ngập nước ghế. Thì là cho nên là cái tác động rất lớn của cái việc tăng nhiệt độ. Thế còn ở phía trên này, tức là đây là cái tầng đối lưu thì nó thế, tức là cái mà nó sát sạt ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta là cái này. Nhưng ở trên thì nó lại ngược lại, trên thì nó lại giảm cái nhiệt độ theo cái nghĩa như thế này. Và đây chính là summarize lại về cái kết quả của ông ấy ở cái sơ đồ này. Với cái mô hình như thế này thì cái quan trọng nhất ở đây là ông đã tiên đoán được. Như vậy là nếu mà chúng ta không giữ cho cái carbon chúng ta mà lại tăng lên như cái tình trạng này thì là nhiệt độ của chúng ta là sẽ gây đấy, sẽ tăng lên 2 độ C. 2 độ C tức là một loạt những cái tình trạng thiên nhiên trên trái đất sẽ
xảy ra. Cái phần thứ hai liên quan đến cái đóng góp của ông Harassman là về cái mất trật tự, thăng giá. Thế thì ở đây tôi đưa bức tranh đầu tiên là summarize lại những cái kết quả của ông. Nhìn vào cái đồ thị này, chính ai mà làm về toán, nhất là các anh làm toán, giải chương trình vi phân, cánh bướm, đúng không? Ở đây là những cái thay đổi. Thế thì cụ thể, cái việc mà nghiên cứu của ông Harassman này về cái ngẫu nhiên và cái không xác định, một cái hỗn loạn, thì được đặt nền móng bởi nhà toán học Lorenz. Đây, nhà toán học Lorenz từ năm 1963, theo cái nghĩa như thế này. Thế thì để cụ thể hơn thì cái kết quả trước là cái kết quả cái hình vẽ. Thế nhưng mà để đến được cái kết quả đấy thì như vậy là họ giải những bài toán như thế nào. Đây tức là cái trái đất, đất trong, còn phía bên ngoài coi như là một cái bầu khí quyển mà bạn. Cái việc mà nghiên cứu cái khí tượng thủy văn rồi khí tượng trái đất chính là cái việc xác định những cái đại lượng mà chúng ta quan tâm ở toàn bộ một cái khoảng không và ba chiều xung quanh cái lớp cái trái đất của chúng ta ở đây. Cho nên là nó vẽ ra các nhà toán học cũng như là kể cả những người mà không học toán cũng biết là muốn giải cái hệ phương trình đấy. Nếu mà không giải được bằng giải tích thì anh phải giải số, mà muốn giải số thì anh phải rời rạc hóa những cái phương trình đó ra, tính tại từng điểm một, thì người ta gọi là tính theo lưới. Thì đây chính là để xây dựng một lưới, người ta phải chia cái khoảng mà chúng ta quan tâm ra thành những cái lưới. Cái lưới ở đây tức là lúc đó là ta sẽ nghiên cứu một, ví dụ một cái khối khí chẳng hạn, hoặc là dưới đại dương là một cái khối lượng nước, và tất cả những cái tham số gì mà gắn vào đấy là tôi viết hết chương trình ra cho nó. Tất cả những cái tham số liên quan tôi viết và tôi lập một cái hệ phương trình cho để xác định cái đại lượng đầu vào ở đây. Thí dụ tính đến tác nhân của con người đấy, đưa hết vào khí thải carbon là tôi đưa vào. Và mặc dù vừa hôm nay tôi nói là không dám đưa phương trình nào, nhưng mà cuối cùng tôi quyết định là đưa một phương trình toán học này để mọi người có một cái tưởng tượng. Thế thì để giải chính xác ra cái hệ thống mà cái bây giờ cái mô đen mà hiện nay đang dùng để mô phỏng tiên đoán khí hậu là nó phức tạp hơn rất nhiều. Thế nhưng mà đây là ông Lorenz thì coi như là cho là mô hình hóa, tức là đơn giản hóa đi. Tôi chỉ chọn thí dụ ba biến thôi, x, y, z là ba cái quan tâm. Thí dụ x thì đây là cái tôi quan tâm là cái cường độ của cái dòng đối lưu. Thí dụ thế, tôi quan tâm cường độ dòng đối lưu. Đây là sự độ chênh lệch nhiệt độ, vân vân. Tức là những cái đại lượng quan tâm ở đây. Rồi sau này thí dụ nó có thể là tôi quan tâm đến tức là nhiều những cái mà khí tượng thủy văn thông báo ấy, thì là đều là phải xuất phát từ giải cái hệ phương trình này. Thế còn đây là sigma, ra, beta là những cái tham số, bất kỳ một cái hệ phương trình nào cũng đều có cái tham số này là tham số thực nghiệm. Ý nghĩa của nó thì tùy theo những cái gì ta nghiên cứu mà đưa vào, và số lượng cái tham số bao nhiêu cũng tùy theo từng cái model. Thì ở đây thí dụ một trong cái model rút gọn như này thì thí dụ đây là cái độ sigma nó liên quan đến cái gọi là cái nhớt, là độ nhớt liên quan đến cái nhớt của cái dòng khí hay là dòng nước, thì nó cũng được đặc trưng bởi một cái gọi là cái độ nhớt, vân vân. Ở đây là nó liên quan đến cái việc cái hệ số liên quan đến cái việc mà nó tăng chuyển động, tăng theo cái bề mặt bay lên. Ở đây thí dụ là cái hệ số mà nó đặc trưng cho chuyện là khi ta lấy nghiên cứu cái khối ấy, thì tỷ lệ giữa chiều cao với lại chiều rộng như thế nào, vân vân. Đấy, thế thì như vậy là các nhà chúng ta phải giải những hệ này, đúng không? Giải hệ như thế này. Thế thì giải cái hệ này ấy, thì là ông Lorenz đặt cái nền tảng. Như ta biết, bất kỳ một cái hệ phương trình này theo quan niệm trước đây là hệ giải trình phương trình cho tôi cái điều kiện ban đầu thì tôi sẽ xác định được cái step tiếp sau và vân vân vân. Và cái quá trình tôi giải như thế là chắc chắn là tất định, cứ cho tôi điều kiện ban đầu là kết quả nó sẽ ra chỉ một. Thế nhưng thực tế thì nó lại không phải như thế. Ở đây thí dụ cái tôi thử cho hai cái điều kiện ban đầu lệch nhau có tí tẹo này thôi. Đấy, tức là một cái điểm
Chú ý x chỉ y z không phải là điểm ba tọa độ, nó ba tọa độ trong không gian, nhưng nó là ba cái đại lượng mà chúng ta quan tâm, như vực này là nhiệt độ vân vân. Tức là chỉ cần dịch đi một tí cái điều kiện ban đầu thì chúng ta thấy kết quả là gì? Tức là sau cái thời gian t bằng 5,5, trước 5,5 thì ok, điều kiện ban đầu có ảnh hưởng, nhưng bắt đầu sau 5,5 là bắt đầu một anh thì là theo đường blue, một anh theo đường red, nó chỉ chênh lệch. Và như vậy cái đoạn sau là ta đã hoàn toàn không thể tiên đoán được rồi. Bắt đầu là đã có một cái sự hỗn loạn ở đây rồi. Tất nhiên là tôi nói cái sự hỗn loạn này không phải xảy ra từ cái sai số tính toán đâu. Tức là cái sai số tính toán cho đây là không tác động đến cái quả này. Tức là tôi có thể là gạt bỏ hết cái chuyện sai số tính toán, nhưng kết quả nó vẫn cứ khác nhau. Mà trong cái suy tưởng đáng lẽ là nó phải trùng khít. Đấy. Thì đây chính là cái đặc trưng nhất của cái yếu tố, những cái đại lượng vật lý gọi là hỗn loạn không kiểm soát được. Thế nhưng khi cái giải phương trình nó mặc dù nó hỗn loạn, nhưng về tổng thể thì tất cả cái lời giải nó vẫn gói gọn, đúng không? Nó gói gọn. Thế ở đây nếu như nhé, nếu như là lời giải mà chính xác, không có hỗn loạn ở đây, thì cái đường mà với cái điều kiện ban đầu là một, với đường ban sau nó phải là một. Tức là cái đường vẽ này nó chỉ có một đường vẽ thôi, nhưng mà bây giờ nó vẽ trên toàn bộ cái diện tích. Như là cánh bướm ở đây người ta gọi là hiệu ứng cánh bướm, hiệu ứng cánh bướm. Và ta thấy vì hiệu ứng cánh bướm thấy rõ là cái điều kiện ngẫu nhiên, điều kiện gọi là độ hỗn loạn là rất quan trọng trong cái hiện tượng này. Thế thì Harassman sau mấy chục năm, sau cũng khoảng độ sau 10 năm, sau 10 năm sau cái ngày thì ông ấy đặt cái vấn đề nghiên cứu một anh cái yếu tố hỗn loạn ở đây nó là. Thế thì ông nghiên cứu về khí hậu, ông nghiên cứu về khí hậu trái đất thì nó có liên quan đến cái thứ nhất là thời tiết, thứ hai là cái khí hậu nói chung. Thế thì ông nghĩ là cái thời tiết hôm nay có thể mưa nắng, bây giờ ngon nhưng mà chiều tối có thể là lạnh, tức là một cái đại lượng rất là, và một khía cạnh nào đấy là ngẫu nhiên. Hôm nay chúng ta có thể này nhưng mà tuần sau chẳng biết nó lại nóng thực sự, tức là một đại lượng ngẫu nhiên không đoán được. Thế nhưng mà khí hậu thì có một cái gì đấy là nó rất ổn định, nó từ từ, nó không biến đổi rất nhanh và lại hỗn loạn như là cái thời tiết. Nó là một cái gì đó của trung bình của tất cả thời tiết sau một thời gian dài. Thế thì ông Harassman này mới nghĩ ra một cái sự liên tưởng giữa Harassman, cái chuyển động Brown. Ở đây là những cái hạt, thí dụ những cái hạt ta tung lên trên mặt nước, ta thấy nó chuyển động rất chậm. Và trong đó nước, tại sao có chuyển động, là do những cái phân tử nước, đúng không, nó chuyển động rất ngẫu nhiên và nó va vào cái anh này. Thế như vậy là trong này cái hệ này là tham gia vào hai đại lượng, một đại lượng là chuyển động của những cái hạt này rất chậm, ông so như là khí hậu, còn cái mà không nhìn thấy ở đây, tức là cái chuyển động của các phân tử nó rất ngẫu nhiên, rất nhanh và khó đoán trước được, chính là cái chuyển động của các phân tử, thì ông so sánh như là thời tiết, và ông vận dụng kiến thức của cái chuyển động Brown này áp dụng vào cái mô hình đối với thời tiết và khí hậu, và ông ấy cũng thu được cái kết quả này. Tức là ông ấy đặt cái sự so sánh tương ứng như là cái chuyển động mà Brown, và ông ấy áp dụng cái mô hình ấy và rút ra được cái kết quả rất là xuất sắc, nó thể hiện ở đây. Và cái nó vẽ cái dấu vân tay này, tức là này, ý muốn nói tức là trong những cái hệ ngẫu nhiên tưởng như là không nhìn thấy cái gì, trong cái hình đầu tiên mà tôi nói là người ta đứng quay, chúng ta ngợp vào đấy, chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà cuối cùng ông vẫn tìm ra được cái chính, cái nét chính, cái dấu vết chính của những hiện tượng đấy, mình gọi là fingerprint. Đấy, và đây là những cái kết quả mô phỏng của ông ấy đối với lệnh Hải Dương, đối với Hải Dương học. Thì đây, tổng kết lại ở đây thì ông nghiên cứu với cái mô hình như thế, đúng không? Với mô hình như thế thì đây là số đen là những cái số lượng quan sát được, số đỏ là cái màu xanh, tức là mô phỏng hiện tượng ông đối với chỉ tính những cái hiện tượng tự nhiên, thí dụ như là volcano, ở đây có một số những cái vụ núi lửa lớn xảy ra ông tính nào, và còn đây là nếu như tính đến cái tác động gây ra của con người thải khí kính, thì như vậy là mô hình của ông như vậy gần như là khớp với lại cái số liệu quan sát được. Thế ở đây thì là cái tôi trích ra cái bản báo cáo của cái ủy ban về ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu mới đây nhất.
thì cho thấy là như vậy là trong suốt hơn 2.000 năm thì là cái nhiệt độ nó cứ loanh quanh như thế này. Nhưng mà đặc biệt là trong mấy năm gần đây thì cái sự tăng gọi là đột biến ở đây người ta phải dùng là unprecedented trong cái khoảng đấy, tức là quá lớn. Chúng ta nhìn bức tranh này thấy là quả thật loài người, quả thật là chúng ta đã gây ra một cái sự thay đổi rất đột ngột trong cái thời gian vừa rồi. Đây là cái số liệu quan sát được. Thôi tôi chuyển sang cái phần cuối cùng, tức là về cái giải thưởng liên quan đến nghiên cứu của ông Parisi. Thì ở đây là Galileo, một cái hình ảnh hình tượng. Galileo là cái người tiên phong nghiên cứu vào vũ trụ bằng cái telescope, còn Parisi là người tiên phong nhìn vào cái vật chất bằng những cái công cụ mới của mình đối với lại những cái hệ bất trật tự. Một cách rất nhanh tôi đưa liếc này để những người biết. Bình thường vật chất cấu tạo bằng những phân tử ở dạng liquid nó là rất hỗn loạn, nhưng giảm nhiệt độ thì là chúng ta thu được những cái vật, những chất bán dẫn, những chất sắt xiết, sắt nhôm nhất vân vân, tất cả những cái là theo cái thứ tự là mạng lưới rất là đều đặn đấy, nó gọi là mạng tinh thể vân vân. Thế nhưng nếu chúng ta mà làm nó nhanh hơn, tức là làm lạnh nó nhanh hơn, thì chúng ta lại không thu được những cái sắp xếp đều đặn như kia, mà chúng ta thu được một cái nó vẫn lộn xộn, nó vẫn mặc dù nó rắn nhưng mà nó vẫn lộn xộn đấy, người ta gọi là cái vật vô định hình đấy. Thế nhưng mà cái vật vô định hình này ấy, nó một cái vật liệu đặc trưng đấy chính là thủy tinh. Thủy tinh là một loại vật liệu vô định, tức là cái thủy tinh này nó không có cái mạng tuần hoàn như là ở trong các vật liệu khác. Thế thì một trong những cái đặc tính của hai cái loại mà có cấu trúc khác biệt nhau, nó chính là liên quan đến cái bức tranh năng lượng. Bởi vì trong vật lý bao giờ cũng quan tâm đến bức tranh năng lượng, từ đó mới suy ra các đại lượng chúng ta quan tâm. Thì đối với vật rắn, khi có cái cấu trúc tuần hoàn như thế này thì cái điện tử luôn luôn tìm được một cái vị trí thấp nhất, là đây gọi là cái cấu trúc vùng năng lượng. Thế còn đối với lại cái cấu trúc vô định hình như là glass đây thì là nó rất bất định, không biết được là lúc này tôi ngồi ở đây hay ở đây vân vân. Đây là một cái đặc trưng rất mạnh, là cái trạng thái người ta gọi là frustration. Bây giờ tôi cũng không biết là dịch ra tiếng Việt ai dịch hay không, nhưng frustration nghĩa đời thường thất vọng, đúng không? Chán chường, thất vọng. Nhưng mà trong giới vật lý thì người ta dùng bây giờ mỗi người một kiểu. Giáo sư Trần Bình Tiến thì bảo là thuật ngữ của anh là tốt nhất là vất, cái này là trạng thái vất. Nhưng tôi nghĩ là không khớp, vân vân, tất cả những cái, và đến bây giờ tôi cũng không biết là dùng cái từ nào là hay, cho nên là thôi cứ dùng là frustration. Thế thì ở đây thí dụ cái vật liệu kiểu vô định hình là như thế này, nhưng nó có cái hay là như thế này, tức là khi mà ta làm gọi là đưa lạnh về, nó tụ hợp vào trong này tưởng là cùng theo một cơ chế, nhưng mà thực ra là những anh này đều khác nhau, đều khác nhau, cứ mỗi lần lại có một cái độ khác nhau. Thế thì giải thích cái đấy như thế nào? Thì Parisi đã đưa ra cái mô hình gọi là thủy tinh spin. Thủy tinh spin thì hiểu một cách rất là đơn giản nó như này. Thí dụ spin, tức là những người chưa học vật lý spin, tức là cứ cái gì quay thì gọi là spin, đúng không? Trái đất chúng ta quay thì có spin, điện tử quay spin, con người chúng ta không quay không có spin, nhưng mà giả sử ông thượng đế ông ấy cũng bắt chúng ta quay này, chúng ta cũng có spin, con trai quay vân vân. Thế thì ở đây là spin, ở đây điện tử có spin. Thế thì ở đây là thí dụ thay vì cái nốt sắp xếp kia các điện tử thì là sắp xếp là các spin. Thế thì ở đây ta đặt một quy tắc là cái spin ở đây là phải không được anh nào cùng nhau, thí dụ như thế. Thế thì đây đã lên rồi thì anh này phải xuống, anh này phải xuống. Thế bây giờ tôi muốn đặt một cái thứ ba vào đây, là tôi muốn đặt anh xuống. Thế thì vì đây thằng anh xuống rồi thì anh này phải lên, anh này lên rồi thì anh này phải xuống, thế anh này xuống rồi thì anh này phải thế nào. Thế thì rõ ràng là trong cái tình trạng này là rất là thất vọng, gọi là chính là frustration. Đây chính là frustration. Thì Parisi là làm việc với lại cái mô hình như thế này. Ví dụ một trong những cái mô hình hay đó là đây, ví dụ ở đây là một cái mạng lưới chất rắn, ví dụ ở đây là sắt, đây là nhôm. Sắt là có từ tính, còn đồng, à quên, đây đồng không có từ tính. Thế thì khi mà tôi pha tạp
về sắt và trọng lượng này thì mặc dù là pha tạp rất ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng chúng tôi có một cái tính chất rất là đặc trưng. Và cái đặc trưng ấy là chính là cái mà do Paris phát hiện được trong một cấu trúc. Và cái đặc tính ấy nó rất phổ quát và có thể áp dụng được cho cả cái hệ khác. Thí dụ ở đây cũng áp dụng cho cái hệ. Ở đây là cái bức tranh của những cái đàn chim sáo. Người ta nói thường thường quan sát ở phía Đông Âu, nhưng mà ở Việt Nam mình chưa bao giờ thấy được cái hiện tượng này. Tức là cái hiện tượng mà có khi hàng nghìn, hàng trăm nghìn cái con chim nó rất nhanh theo cái là nó tự hợp với nhau và nó thành một cái khối hình rất là thay đổi. Thí dụ ở đây là một trong những cái nó thay đổi, thí dụ nó gặp kẻ thù, thí dụ một con chim đến săn cái là nó lập tức, không biết là nó thông tin bằng kiểu gì, nhưng mà ngay lập tức phát là nó thành một cái đống trông như con hùm này, là con chim kia cũng có thể là hoảng sợ bỏ chạy. Thì người, các nhà sinh vật thì nói đây là một cái cách để nó gọi là đứng lên cùng nhau để chống kẻ thù ngoại xâm. Thế thì để cho đây, thí dụ tôi cho mọi người xem cái bức tranh. Thí dụ đây là do một cái amateur tôi lấy trên mạng thôi ạ. Tức là nó tay quên vừa hôm nay xong. Tức là vừa hôm nay các anh nhìn thấy có hai ba con chim to xuất hiện, tức là nó định tấn công như vậy này. Và như vậy là tất cả con chim này là nó tự tổ chức lại. Đấy, tí nữa quay lại cái để ý một tí tôi quên không nhắc. Tức là lúc đầu nó có hai ba con chim ở đây thôi, hai ba con chim. Và như vậy là các anh thấy một cái hiện tượng rất là gọi là đây gì, amazing của cái thế giới. Và cái hiện tượng này đấy, nó chính là cái mà ông Parisi phát hiện ra là cái hệ ngẫu nhiên mất trật tự. Nó mất trật tự nhưng mà nhìn thấy có vẻ không có gì mất trật tự ở đây cả. Nó có một cái gì vừa. Và các ông chí là thế, đây đây con chim này, đấy hai con chim này, đấy chính là kẻ thù. Và nó tập hợp lại thành hội như này. Và tương tự như thế, cái bức tranh như này cũng áp dụng cho cái đàn cá ở dưới biển, đúng không? Đàn cá dưới biển, tất nhiên thằng chim này nó không thể dạy thằng cá làm tương tự, nhưng mà cá lại hoàn toàn làm cái cũng tương tự như này. Thế thì chứng tỏ cái mà Parisi hiểu rằng cái tính chất phổ quát cho tất cả những hệ như thế là rất rất đúng. Và đấy chính là cái và Parisi là nhà vật lý, nhưng mà ông lại cũng có công trình công bố ở trên Nature Physics về những vấn đề tưởng như rất là ôi hết giờ rồi, tôi xin một vài phút nữa thôi. Thế thì tưởng như là vấn đề rất đơn giản, nhưng mà ông ấy công bố trên Nature Physics ạ. Thế ở đây tức là như này, ông ấy quan sát hai cái hội nghị mà ông ấy tham gia về cái số đại biểu đăng ký. Đây, đây thí dụ thời gian deadline là thí dụ ông ấy báo trước độ 2 tháng 60 ngày. Và ông lúc đầu là túc tắc, số người tăng lên răng lên, đúng không ạ? Và sau đó là đến cuối cùng ông mô phỏng được như thế này, thành deadline. Thế thì ở đây ông cũng nhìn thấy có thể áp dụng được cái lý thuyết ngẫu nhiên của ông ấy vào để mô phỏng hiện tượng như thế này. Thế thì cái vấn đề ở đây là rất khó cho ban tổ chức. Bây giờ làm thế nào để có biết được cái số lượng đăng ký người cuối cùng, đúng không? Thế thì một trong những cách mà ông ấy đưa ra, tức là đầu tiên ông ấy tuyến tính ra số lượng đăng ký này, ông nghĩ. Thế như vậy là nếu cứ theo chiều hướng này thì chắc là số lượng người cuối cùng là cỡ như thế nào, đúng không? Tức là gọi là n là linear, tức là theo cái điều tuyến tính. Nhưng mà cũng không phải chắc là cuối, thì tâm lý là bao giờ cũng phải tăng đăng ký nhanh hơn, thì ông nghĩ là sẽ phải là cao hơn. Đấy, tức là mà cao hơn bằng bao nhiêu, làm thế nào tính được. Thế thì ông cũng áp dụng cái mô hình ngẫu nhiên của ông ấy, là tính được. À, như vậy là cái thằng này nó gấp 3 lần cái thằng này với cái mô hình của ông ấy. Và cái mô hình của ông ấy rất đúng. Ở đây là áp dụng cho hai cái hội nghị, một màu xanh rất đúng, màu đỏ cũng rất đúng. Và ông ấy nói là tất cả các nhà tổ chức hội nghị hãy học theo ông ấy. Đây, đây là cái lời khuyên của ông này. Cứ tuyến tính ra cái đoạn đầu, sau đó gấp 3 lần lên thì là cái số lượng mà tìm ra. Và đây là kết quả nó vui, nhưng mà nó là khoa học đấy ạ, được đăng ở trên Nature Physics đấy. Thì đây là lời khuyên cho các nhà tổ chức, đúng không? Cứ cỡ như thế này xong gấp 3 lên thì ông ấy đảm bảo chắc chắn. Thế thì đây là cái phần cuối cùng, tôi xin kết thúc ở đây. Tức là mấy cái slide cuối cùng là ông Parisi, tức là sau khi nhận giải thưởng thì ông có tổ chức và nói với lại cộng đồng quốc tế. Một trong những cái thông điệp mạnh nhất ông ấy nói là về cái biến đổi khí hậu là phải hành động ngay. Đấy, nó tăng lên đúng 2
hai độ đấy, và hai độ thì biết bao nhiêu thành phố bị ngập lụt và phải hành động ngay. Và ngoài ra ông còn một cái thông điệp nữa, tức là ông ấy tổ chức ở ICTP, nơi mà ông ấy được nhận giải thưởng Dirac đấy, tức là giải thưởng Dirac của ICTP mới ngay đây thôi, và ông ấy đưa một thông điệp về khoa học. Và ông cũng băn khoăn là nước Ý không phải cái chỗ như là Mỹ mà để các nhà tới mà lại Ý lại đi. Thế thì khoa học ở đây, ông đặt vấn đề lại khoa học. Thế thì tôi cũng hiểu thôi, một khi đã bắt đầu nổi tiếng, đúng không? Nổi tiếng có Nobel thì như vậy là cái vai trò quan trọng, lời nói của ông ấy có trọng lượng. Giống như là chúng ta Ngô Bảo Châu được giải thưởng cái là lời nói trọng lượng ngay, viện toán cao cấp. Có thể trước đấy hình thành nhưng mà nó thúc đẩy mọi quá trình, thì tôi nghĩ ông này cũng tương tự dạng như thế để thúc đẩy. Thế thì summary lại thì đây là nói về cái ý nghĩa của giải thưởng cũng như là cái đóng góp chính của bà ông. Thế thì tôi phải thành thật, xin lỗi, là tôi thậm chí không phải là trong không làm cả spin glass cũng không cả khi ông. Thế nhưng mà với cái tinh thần gọi là giới thiệu và giải quyết thì trình bày sơ lược như thế, và rất thứ lỗi nếu như ai đó mà không nói tôi là vào chuyên sâu vào cái vấn đề khoa học. Tôi xin kết thúc ở đây. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Hồng Quang với cái bài giảng rất là hay, mặc dù là những cái bài toán của các nhà được những nhà vật lý được giải thưởng Nobel năm 2021 là vô cùng phức tạp, nhưng mà dưới ngôn ngữ của giáo sư Nguyễn Hồng Quang thì thấy nó vô cùng đơn giản, ai cũng có cảm giác là khi năm sau mình được giải thưởng Nobel biết đâu. Rất cảm ơn cái bài giảng rất là thú vị của giáo sư Nguyễn Hồng Quang.